chào em. Anh học cái điện thoại anh không có rung. Anh có biết lý do tại sao em gọi cho anh không? Anh không biết tại sao em gọi cho anh. Tại anh thấy mấy người kia cũng tài năng với hơn anh quá trời. Anh nghĩ là em cần điều gì ở cái người mà một nửa kia của em? Dạ thôi bây giờ mình đứng đối diện nhau nói chuyện trực tiếp cho dễ hơn. Em nghĩ là em cần ở người đàn ông của em điều gì? Lo lắng với kiểu như ấm áp. Dạ. Yeah. Anh không có nói nhiều nhưng mà anh sẽ làm nhiều hơn. Yeah. Anh em cảm nhận được điều đó. Thật ra bản thân em có thể những cái gì mà mọi người thấy em ở ngoài ấy, và bên trong của em nó khác nhau lắm. Em không có thể nào mà tiết lộ được hết ra 100% con người mình được. Nhưng mà lúc nào em ở ngoài em vẫn luôn là em vẫn luôn thật. Đó cũng là một cái mặt tích cực nhất của em. Bên trong của em ngày trước thì nó yếu đuối, nhưng mà bây giờ nó không có vậy nữa. Tại vì em nghĩ là theo thời gian thì bản thân con người ai cũng sẽ phải kiểu trưởng thành hơn và chững chạc mạnh mẽ hơn. Nếu anh có để ý là ngay từ đầu clip, lúc mà những người bạn của em chia sẻ, em là một người thích những người điềm tĩnh, điềm đạm, không nói quá nhiều. Bởi vì em cảm nhận được là bản thân mình có thể trải lòng, chia sẻ những cái gì mà em còn khuất mắc trong lòng, em muốn giải tỏa ra ấy. Em nghĩ là những người như vậy thì sẽ là có thể lắng nghe em. Em cảm nhận được sự ấm áp từ anh, mặc dù anh rất là ít nói. Anh toàn có nghĩ gì về bản thân em không? Anh không biết phải nói như thế nào, nhưng mà kiểu như giống như em nói là làm xong rồi buổi tối gặp nhau chút xíu thì cái đó anh có thể làm được. Dạ. Yeah. Cứ vun đắp tình cảm mình từ từ thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ có một câu hỏi quan trọng em muốn hỏi anh. Ngày hôm nay anh tới đây là vì tình yêu hay là vì tiền thưởng? Trong tình yêu thường thường mình có sở thích gì ha? Trong tình cảm thì em cũng muốn quen một người là kiểu thuộc dạng tiếp người năng động như mình luôn. Hết giờ. Ôi. Ê, đi không đúng nha, nhưng nhảy về hướng Diễm nha. Nhảy đúng nha. Mình đến đây là vì mình muốn tìm tình yêu đích thực của mình. Anh muốn gì tình tưởng? Anh gì tình em? Lại một happy ending. Cảm ơn hai bạn. Tôi chỉ cần nói là phải đặt đúng cảm xúc, đặt đúng suy nghĩ thì chắc chắn là hai bạn sẽ tìm thấy nhau. Nãy bốn đối thủ của mình lặng quá. Đúng rồi. Còn mình thì nhút nhát, mình cũng không có giỏi về cái chuyện gọi là nói mà chuyện. Toàn lại là người không tặng được hoa cho Diễm nữa. Đúng. Đôi khi có những cái mà mình nghĩ là gần tới đích rồi nhưng mà không phải đâu, người khác chạy thẳng tới đích.